Xin mời quý vị và các bạn đang xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Đoàn Kết và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của xã Hoàng Lương trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi nữ huyện Hiệp Hòa năm 2021. Ở trận đấu này thì các cầu thủ Đoàn Kết phía gần màn ảnh các bạn và các cầu thủ của Hoàng Lương phía xa màn ảnh các bạn. Thôi được rồi. Điểm số bây giờ là 1-1. Bên tuyển Đoàn Kết phát bóng. Báo cáo với các bạn là đây là trận đấu đầu tiên của bảng B, ngày thi đấu thứ nhất giải bóng chuyền hơi nữ Hiệp Hòa. Vừa rồi là trọng tài đã thổi còi lỗi giãn vạch của chủ công Ngọc Huyền bên số 5, bên tuyển Đoàn Kết. Mình quay lại pha quay chậm này. Điểm 2-1 cho Hoàng Lương. Bóng rơi tự do, điểm số được cân bằng 2-2. Bên tuyển Đoàn Kết phát bóng. Chúng ta xác định bóng ngoài sân, điểm 3-2 cho Hoàng Lương. Trọng tài xác định bóng trong sân, điểm số được cân bằng 3-3. Còn không? Không được rồi. 4-3 cho Hoàng Lương. Báo cáo các bạn là đây là loạt trận đấu của bảng B gồm 4 đội. Ở bên bảng B gồm có Đoàn Kết, Hoàng Lương, Lương Phong và đội tuyển Đồng Tân. Đây là trận đấu đầu tiên. Trọng tài xác định bóng ngoài sân, 5-3 cho Hoàng Lương. Thêm một điểm nữa, 6-3 cho Hoàng Lương. Vừa rồi chúng ta xác định bóng ngoài sân. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Hoàng Lương. Đội điểm 4-6. Đoàn Kết. Tấn bóng thành công. Tấn công của các cầu thủ Đoàn Kết bị bắt bài. Nâng điểm số của Hoàng Lương lên 7-4. Tôi xin chân thành cảm ơn cháu Hà My đã chia sẻ video này. Ở video này góc quay của cháu là nó sáng hơn, đẹp hơn. Chú lấy về chú bình luận lại. Còn ở cái trận của chú là chú quay là ở bên kia cửa ra vào liên tục. Đá bóng tốt của Thu Hương. Thêm một điểm nữa cho Đoàn Kết. Tỷ số nâng lên 5-7. Ở góc quay này, cháu để góc quay này nó sáng hơn. Thương à. Vẫn còn. Pha nhảy lập đầy lực của Hoàng Hà My. Nâng điểm số 6-7 cho Đoàn Kết.
Bóng không có lưới rồi. Điểm số cân bằng 7-5. Tuyển được cái phát bóng. Vẫn còn. Rất tiếc là vừa rồi là quả bóng lại không qua lưới. Điểm 8-7 cho Hoàng Lương. Hàng thủ của các cầu thủ Hoàng Lương chơi rất tập trung trong phút đấu vừa qua, liên tục dẫn trước điểm với các cầu thủ đoàn kết được đánh giá là mạnh hơn. Ở bản đấu này thì đội tuyển đoàn kết và đội tuyển Lương Phong là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay của huyện Hiệp Hòa. Trọng tài xác định bóng ngoài sân, thêm một điểm nữa. 9-7 cho Hoàng Lương. Đội bóng tốt của Hoàng Hoa My, cô gái trẻ bên tuyển đoàn kết, có những pha bật rất tuyệt vời. 8-9 cho đoàn kết. Bóng không có lưới rồi. Điểm số cân bằng 9-5. Thêm một điểm nữa. Lần đầu tiên trong trận đấu này thì đội tuyển đoàn kết vừa lên trước đội tuyển Hoàng Lương với tỷ số 19. Lại là một pha phạt bóng ăn điểm ngay. 11-9 cho đoàn kết. Quả bóng tốt của Hoài Thu, cầu thủ số 15 bên tuyển Hoàng Lương. 10-11 cho Hoàng Lương. Bóng đã chạm tay các cầu thủ của đoàn kết ra ngoài sân. Chắn bóng tốt, một pha chắn bóng rất hay của các cầu thủ đoàn kết. Điểm 12-10 cho đoàn kết. Bên tuyển Hoàng Lương có một cầu thủ trẻ số 14. Trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm cho đoàn kết 13-10. Bên tuyển Hoàng Lương có một cầu thủ trẻ số 14 và đó là cầu thủ tiềm năng của bóng chuyền hơi Hoàng Lương. Đội bóng tốt. Bây giờ là pha ghi điểm của cầu thủ số 14, đúng cầu thủ mình vừa nhắc tên. 11-13 cho Hoàng Lương. Điểm cho đoàn kết 14-11. Xin lỗi. Bây giờ trọng tài tạm dừng pha bóng. Vừa rồi trong sân có hai quả bóng. Điểm số bây giờ 13-11. Bóng ngoài sân rồi. 14-11 cho đoàn kết. Vừa pha bóng ở trong nhà thi đấu, có hai sân thi đấu nên ra là bóng sân nọ sang sân kia liên tục, các bạn trận đấu rất nhiều, các bạn thông cảm nhé. Bóng ngoài sân. Điểm 12-14. 14 cho Hoàng Lương. Hoài Thu. Đội tuyển hả? Bên tuyển Hoàng Lương. Đó là đội bóng tốt. Điểm 15-12.
cho đoàn kết. Xin lỗi, trọng tài điểm cho pha bóng vừa rồi là điểm cho Hoàng Lương. 13-14. Điểm cho đoàn kết vừa rồi là 15-12. Tiếp tục thêm một điểm nữa cho đoàn kết, 16-12. Cái góc quay này thì sáng hơn nhưng không nhìn thấy bảng số. Các bạn đưa ra vài bình luận rất khó. Lưới, lỗi chạm lưới của truyền 2 Hà My. Bên tuyển đoàn kết điểm cho Hoàng Lương, 13-16. Đá bóng tốt, 14-16 cho Hoàng Lương. Cầu thủ Hoàng Lương thi đấu rất tập trung trong phút đấu vừa qua. Mặc dù bước vào trận đấu này, tham dự giải đấu này thì các cầu thủ của Hoàng Lương với tinh thần là tham gia học hỏi. Điểm 17-14 cho các cầu thủ đoàn kết. Vừa rồi là pha đập bóng của các cầu thủ đoàn kết, bóng đã chạm tay các rào chắn của Hoàng Lương ra ngoài sân. Vẫn còn. Rất tuyệt vời và nó là pha cứu bóng. Như trọng tài đã bắt lỗi. Điểm 15-17 cho các cầu thủ Hoàng Lương. Với các cầu thủ Hoàng Lương thì tham dự giải đấu này thì với tinh thần là tham giao lưu học hỏi. Vừa rồi là điểm cho Hoàng Lương, 16-17, khoảng cách còn một điểm nữa cho các cầu thủ Hoàng Lương. Rất tiếc ở cái vị trí này thì rất nhiều khán giả đi qua. Nói chung nhà thi đấu này nó rất khó để chỗ quay. Thắng bóng ở điểm này ngay của gạch cầu thủ trẻ Hà My, 19-16. Có một góc quay trong cùng kia thì đẹp nhất nhưng mà tối lắm, xem video rất tối. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Điểm 17-19 cho Hoàng Lương. Bên tuyển Hoàng Lương có một cầu thủ trẻ rất tiềm năng cho nền bóng chuyền hơi của Hoàng Lương, cầu thủ số 14. Bóng đá thành công. Như vậy kết thúc set đấu thứ nhất thì đội tuyển đoàn kết thắng đội tuyển Hoàng Lương với tỷ số là 21-17. Sang set đấu thứ hai thì đội tuyển Hoàng Lương phía gần này các bạn và các cầu thủ của đoàn kết phía xa màn này các bạn. Chắn bóng thành công. Điểm số đầu tiên cho set đấu thứ hai cho đội tuyển Hoàng Lương. 1-0. Bên tuyển Hoàng Lương có bóng. Chắn bóng thành công, 2-0. Xin lỗi các bạn, trọng tài xác định bóng đã lọt lòng.
cầu thủ các cầu thủ của Hoàng Lương cũng đã chạm lưới pha vào không rồi, điểm số cân bằng 1-1. Đá bóng tốt, điểm 2-1 cho Hoàng Lương. Bên tuyển Hoàng Lương phát bóng, đợt bóng tốt của Ngọc Huyền. Bên tuyển đoàn kết, điểm số được cân bằng 2-2. Đợt bóng tốt, bóng đã chạm tay chắn của Thu Hương ra ngoài sân. Điểm 3-2 cho Hoàng Lương. Xa rất sáng tạo của các cầu thủ đoàn kết, nhưng các cầu thủ Hoàng Lương rất tập trung cho bóng vừa rồi. Trọng tài xác định đá bóng đã chạm tay các cầu thủ của Hoàng Lương ra ngoài sân. Điểm cho đoàn kết 3-3. Diễn biến của trận đấu thứ hai cũng gần tương tự như trận đấu thứ nhất, hai đội giằng co nhau từng điểm một ở 2/3 trận đấu. Vẫn còn cầu thủ số 14, mình rất hâm mộ cầu thủ số 14 bên tuyển Hoàng Lương. Đánh Lô Anh rất tập trung. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Hoàng Lương trong pha bóng vừa rồi. Điểm 4-3 cho đoàn kết. Bóng ngoài sân 5-3 cho đoàn kết. Đợt bóng tốt 4-5 rồi. Số 6 chuyền 2 của Hoàng Lương tham gia tấn công. Rất tiếc pha bóng vừa rồi là bóng ngoài sân. Điểm 6-4 cho đoàn kết. Điểm cho đoàn kết 7-4. Khoảng cách 3 điểm của các cầu thủ đoàn kết. Với trận đấu này thì các cầu thủ đoàn kết là đội chủ nhà. Trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm 5-7 cho Hoàng Lương. Vẫn còn. Điểm cho Hoàng Lương 6-7. Trọng bóng đã chạm tay các cầu thủ của Hoàng Lương ra ngoài sân. Điểm 8-6 cho đoàn kết. Bóng ngoài sân rồi. Điểm 9-6 cho đoàn kết. Với đội tuyển Hoàng Lương thì tham dự giải đấu này thì gồm 3 cầu thủ rất trẻ. 3 cầu thủ ở thế hệ 2X, còn 2 cầu thủ ở thế hệ 9X. Điểm cho Hoàng Lương 7-9. Hoài Thu của Hoài Lương phát bóng. Bóng, trọng tài xác định bóng đã chạm tay các cầu thủ của Hoàng Lương ra ngoài sân. Điểm 10-7 cho đoàn kết. Và nó
ở bảng đấu này đến thực lực mình đã quay từ đầu đến cuối ở bảng đấu này thì mình thấy là điểm cho Hoàng Lương 8-10. Thực lực thì ở bảng đấu này các đội có trình độ như nhau, rất cân tài cân sức, không có một cái tỷ số chênh lệch lớn ở tất cả các trận đấu ở bảng B. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho Đoàn Kết 11-8. Vẫn còn. Bỏ nhỏ thành công của Ngọc Huyền lên tuyển Đoàn Kết. Điểm cho Đoàn Kết 12-8. Ngọc Huyền, à xin lỗi, cầu thủ nào phát bóng nhỉ? Điểm cho Đoàn Kết 13-8. Ngọc ngồi nước nhá. Vẫn còn. Bóng ngoài sân. Điểm 9-13 cho Hoàng Lương. Được bóng tốt và là pha nhảy đập rất uy lực của chủ công Hà Vi số 1. Và đó là cầu thủ công số 1 của tuyển Đoàn Kết. Có những pha bật rất tiếc, ngay sau đó thì cháu lại có một pha phát bóng ngoài sân. Điểm 10-14 cho Hoàng Lương. Với các cầu thủ Đoàn Kết thì đã từng đi tham gia nhiều giải giao hữu với các cầu thủ Hoàng Lương. Theo mình biết ở giải đấu này thì gần như là đây là lần đầu tiên tham dự giải lớn cấp huyện ở các cầu thủ Hoàng Lương, bởi vì rất nhiều các cầu thủ trẻ. Quang Công vẫn còn, phải nói cầu thủ rất nhanh, là cầu thủ số 14. Cuối cùng thì bóng ngoài sân, phải nói cầu thủ số 14 rất hay, thi đấu cho phòng vừa rồi rất tuyệt vời, cầu thủ trẻ. Điểm 11-14 cho Hoàng Lương. Bóng trong sân. Điểm cho Đoàn Kết 15-11. Vẫn còn. Điều mà các giải của các huyện mở thi đấu như thế này, là bóng tốt, dần pha ghi điểm của chủ công số 14 lên tuyển Hoàng Lương 12-15. Tăng cái tính cọ sát của mỗi cầu thủ của từng đội, phải nói là cái chất lượng của các cầu thủ được nâng lên rất cao, nâng một tầm cao mới trong tương lai. Vừa rồi là điểm cho Hoàn Kết 16-12 này. Trọng tài xác định bóng ngoài sân, trọng tài xác định bóng chưa chạm tay các cầu thủ của Đoàn Kết ra ngoài sân. Điểm 17-12 cho Đoàn Kết. Đối tấn công rất đa dạng. Cái này không, bóng không có lưới rồi. 18-12 cho Đoàn Kết. Theo mình được biết thì việc cọ sát ở các giải đấu với các cầu thủ là rất cần thiết. Trọng tài xác định là bóng không qua lưới. Điểm cho Hoàng Lương 13-18. Số 14 của Hoàng Lương phát bóng.
14-18 cho Hoàng Lương. Và tấn công bị bắt bài của các cầu thủ Hoàng Lương. 19-14 cho Đoàn Kết. Rất tiếc cho các cầu thủ Đoàn Kết, vừa rồi Hà My phát bóng không qua lưới. Đội điểm cho Hoàng Lương 15-19. Bên tuyển Hoàng Lương phát bóng. Đội bóng tốt. 20-15 cho Đoàn Kết. Thi đấu rất năng động của cầu thủ số 14 bên tuyển Hoàng Lương. Bóng không qua lưới rồi. 16-20 cho Hoàng Lương. Đá bóng tốt. 17-20 cố lên các cầu thủ Hoàng Lương. Khoảng cách còn 3 điểm. Hoài Thu rất tiếc và kết thúc bóng cuối cùng thì Hoài Thu đã kết thúc không qua lưới. Như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì đội tuyển Hoàng Lương để thua đội tuyển Đoàn Kết với tỷ số là 17-21 và đội tuyển và trung cuộc thua 0-2.